Mọi người cứ bình tĩnh, đừng để cho chúng nó dắt mũi, nó xuyên tạc cái vấn đề, cái tờ đơn của thầy Minh Tuệ đấy nha. Làm gì có chuyện là bỏ tu bỏ hạnh đầu đà. Ôi nhầy ơi, thầy chỉ nói là thầy sẽ ngưng khất thực đến khi nào mà an ninh ổn định, không có người đi theo thầy nữa, và được, và có điều kiện cho phép thì thầy mới khất thực tiếp nha. Tại vì là thầy đang tu tập, thầy đang tập học, chứ không phải là lọ lọ kia kia, nên là có nhiều người ta la hét rồi quỳ lại rồi lọ kia, nó không có đúng. Nên là thầy ngưng khất thực. Hiểu thế nào là ngưng khất thực không? Thầy vẫn giữ giới bình thường, vẫn ngồi gốc cây, vẫn ngày ăn một bữa. Ngưng khất thực thôi nhá, mọi người phải hiểu từ ngưng khất thực là như thế nào, là không còn đi xin nữa. Không còn đi xin nữa, đến khi nào mà không còn mọi người đến tìm thầy, gặp thầy, thầy ơi, thầy ơi, lọ lọ kia kia các kiểu gió mùa, thì thầy sẽ đi khất thực tiếp. Bây giờ là thầy đang là người, phải nói là thầy là người, thứ nhất là thầy là người tu hành, thầy không chống đối, thầy không chống đối, thầy luôn phối hợp với cơ quan chức năng để làm như thế nào để thứ nhất là xã hội không có gọi là kiểu như là tập trung đông người, không có mất trật tự an ninh, không có gây ách tắc giao thông. Thầy là người đi tu, thầy hiểu thế nào là phải làm như thế nào. Chứ còn không bao giờ có chuyện là thầy bảo là thầy không tu hạnh đầu đà nữa rồi là thầy nghỉ tu, không có chuyện đấy. Mọi người phải hiểu bản chất của cái tờ đơn đấy đó là như thế nào. Hiện tại với điều kiện bây giờ là không cho phép, tại vì quá nhiều người đến tìm thầy. Quá nhiều người đến tìm thầy thì bắt buộc là thầy phải hy sinh cái quyền lợi của thầy để thầy ngưng lại, chờ đến khi nào mà có điều kiện. Như thế nào là có điều kiện, như thế nào là không còn có cái việc đó là tụ tập đám đông nữa, không còn la hét, không còn gọi là mất trật tự nữa, thì thầy mới đi khất thực. Mọi người phải hiểu nội dung của cái tờ đơn đó là như vậy, chứ không phải là thầy nghỉ tu, không có chuyện đấy. Không bao giờ có chuyện đấy. Trước kia thầy đã nói rằng là cho con sống thì con tu tiếp, mà chết con không kiện ai cả, cứ tìm cái chỗ nào vứt ra đấy. Chứ làm gì có chuyện là bảo là bây giờ là nghỉ tu. Mọi người nghĩ rằng là chỉ có một chút khó khăn mà thầy bỏ, làm gì có chuyện đấy, làm gì có chuyện đấy. Ít nhất là những cái thời điểm khó khăn, đặc biệt là dịch Covid, ông còn vượt qua chứ làm gì, cái này đã ăn thua gì. Nhiều khi chính phải gặp những cái vấn đề như thế này nên bắt buộc thầy phải sử dụng biện pháp để khắc phục. Phải có trí tuệ. Thứ hai nữa là phải gọi là kiên cường, kiên trì. Chứ mới như thế này thôi mà bỏ tu làm gì có chuyện đây. Người ta tu bao nhiêu năm rồi, những biện pháp khó khăn, những khó khăn còn khắc phục được, thì cái này là ăn thua gì? Cái này là ăn thua gì mà bảo là bỏ tu? Không chuyện đấy, đừng để bọn kia nó dắt mũi. Đừng để bọn kia nó dắt mũi. Mọi người phải hiểu bản chất của cái tờ đơn đấy đó là gì. Bây giờ, cái việc bây giờ ai cũng nhìn rõ nhất. Cái mấu chốt rõ nhất bây giờ là chính là những người yêu mến lại làm cái ảnh hưởng đến con đường tu tập của thầy, bởi vì là tụ tập đám đông. Ảnh hưởng lớn nhất bây giờ đó là đám đông đối với thầy. Thì tất nhiên là bây giờ phải ngưng lại còn gì nữa. Chờ có điều kiện thì lại bắt đầu tu tiếp, thì lại bắt đầu làm tiếp. Chứ bởi như thế này mà đã bỏ tu thì làm sao mà có chuyện mà gọi là đi tu. Đi tu là phải kiên trì. Mà kiên trì bao nhiêu năm trời giờ, đến đại dịch Covid kia còn vượt qua được, thì cái này chả là cái gì cả. Cái này chả là cái gì cả. Thầy tu cả đời cơ mà, chứ không phải tu 1-2 ngày đâu. Nên là bây giờ tôi nghĩ là cái lá đơn này chắc chắn là cũng có sự tư vấn của cơ quan, các cơ quan, các ban ngành, các tổ chức, cái khu đấy tư vấn cho thầy. Thầy không chống cự, thầy cũng chả nghĩ riêng cho thầy, mà thầy nghĩ cho xã hội, đúng không mọi người? Thầy nghĩ cho gọi là an ninh.
Nên là bắt buộc là thầy phải tạm thời là thầy phải ngưng cái giới khất thực lại. Tạm thời phải ngưng lại để ổn định. Để ổn định. Như ông Quang ấy, như là ông Quang ấy, ông ấy xây, ông lấn chiếm đất rừng phòng hộ, ông xây chùa, nhưng mà người ta đến cưỡng chế thì ông ấy tìm mọi cách để ông ấy giữ lại. Bởi vì ông ấy còn nghĩ đến cái lợi ích của ông ấy. Còn thầy Minh Tuệ thì là thầy bỏ cái lợi ích của thầy đi để thầy phối hợp với cơ quan chức năng. Nó là một điều quá tuyệt vời rồi còn gì nữa, đúng không mọi người? Giống như thầy Thích Giác Khang, thầy nói là bỏ tất cả để được tất cả. Nên là mọi người phải nghĩ, mọi người phải hiểu sâu xa ra cái vấn đề là thầy ngưng đi khất thực với bỏ tu nó khác nhau hoàn toàn nhé. Mọi người tin là thầy bỏ tu làm gì có chuyện đấy, đừng bao giờ để bị chúng nó dắt mũi nhé. Mình đã tin tưởng vào ai là mình phải có chánh kiến, đừng bị lay động bởi vì một cái gì đấy. Bởi vì bây giờ nói thẳng, mọi người nhìn rõ ra rồi, rất nhiều người ghen ghét. Ngày xưa có một đám thầy chùa thì bây giờ có thêm đám cuồn cuộn nữa.